Đây là một quán phở miệng. Quán phở này nằm ở trên mặt đê ở đường Bưởi. Nó có địa chỉ ở đây là địa chỉ ở đấy, Đắk Nông đó. Còn mình đợi đợi ngoài là đông được khách. Vâng. Cho anh bắt tái chính nhiều hành nhé, trong góc kia. Tái chín nhiều hành quẩy ạ. Không quẩy đâu, tái chín đấy. Tỏi rất là trắng, ớt thì hơi nhéo một tí, nhưng mà hành chanh ok. Cảm ơn nhé. Quẩy đây vừa to vừa ngon. Chờ 2 phút. Ok, cảm ơn nhé. Thịt tiểu phật ra rồi. Thịt hơi ít, sải dày quá, do sải tay, một tay máy, cái cảm giác đây là cái máy, thành ra nó ít, nhiều nhiều gì ít. Nhìn xem. Điển hình của bát phở. Bánh này là bánh bình thường nhá, bánh này bánh đúng kiểu Hà Nội đây, có hành củ. Khi mà cho tất cả những cái thứ mà mọi người hay ăn, ớt, tiêu, chanh, ok đấy. Ok các bạn. Bạn có người đang ăn mà. Bánh bánh trần ok. Vừa. Một kiểu nước sẽ hợp với mọi người. Được cái đấy là phản cảm, như thơ nó phản cảm. Nếu đem ra cái gì tuần này về được ăn được. Nó phải là có bộ về à, chuẩn bị ra. Nói chung ở đây rất là đông khách, đông khách. Bánh phở gọn chân rất là ngon, đậm đà. Được phở rất là thành. Chung ở đây rất là sạch sẽ các bạn. Quẩy chắc chắn là quẩy đấy cũng chung nhiều.
Ừ. Vậy Tết của mình gần gần ớt ớt bây giờ hình như là nó mua của một loại nhiều cửa hàng bây giờ là người ta không có cái hành hai chân này. Phở nó rất là thanh, thắm rất là được. Cái phở thanh. À, thì gần thành rồi à. Rất là thanh. Ăn mại thì vẫn còn ba này rất là vui rồi. Ở đây thịt rất là nhiều, thịt cực kỳ nhiều luôn. Được lại thơm. Nước thật sự thành thành là ngon. Được thành nhiều bánh. Bắt tái quẩy bao tiền nhỉ? Bắt chồng Phương này. Đấy, bỏ tay vào đây. Không phải tiền. 8 ơn nhá. Thank you.